IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đại Nguyễn xin chào tất cả các bạn và xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giọng Ái Giọng Ai. Và cảm ơn thương hiệu thời trang IV Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Vào mỗi tối thứ bảy lúc 19:30 trên HTV7 thì chúng ta lại gặp nhau, gặp gỡ những người nghệ sĩ quen thuộc để cùng cười thật vui với chương trình Giọng Ái Giọng Ai. Và hai nhân vật không thể thiếu trong chương trình của chúng ta đóng vai trò chủ nhà, đội trưởng, xin được mời hai nhân vật Trường Giang cùng với Trấn Thành. Trời, bên đây sao nhảy dancer được quá vậy? Tại vì cái áo này thì mình giống, cảm giác mình giống Michael Jackson. Phải đâu, giờ này người ta mập tên cho nên nhảy nhiều cho nó ớn. Thôi anh nghĩ à. Anh ơi, nhìn lại cái thay mình đi rồi hắn nói. Thì anh đâu có nói gì đâu, anh đứng yên, đâu có nhảy gì đâu Thành, đúng không? Thì nhờ anh không nhảy mở nó mới động lực đó. Ở đây còn em nhảy hoài mà mở nó cũng chưa cái bơi đi. Bơi nhiều nè. Ở đây mình đừng nói mập ốm. Bị gì khách mời bên đây toàn là thua mình 4 game không à. Ủa vậy? Người ta bước ra là cái mặt mình cắm xuống đất liền. Chết không, trời ai mà dễ sợ dữ vậy. Trời ơi, đâu phải vậy. Anh em á, có nhiều đó không biết đùm bọc lẫn nhau. Thôi bây giờ cho siêu mẫu rồi đùm bọc với nhau đi. Đúng, đùm bọc với nhau đi. Ở đây với anh luôn được không? Bây giờ anh sợ mà hai đứa đi về một lát mà ai đó ra mà cao quá, đẹp quá, lộng lấy anh quá, mình quê buồn. Anh ơi, phận ai nấy lo anh ơi, không có thân lắm đâu anh ơi. Đùm bọc chứ đâu có chết chùm. Trời ơi. Trời ơi, dễ sợ chưa. Chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời ngày hôm nay, coi họ là ai, họ đẹp cỡ nào mà Trấn Thành với Trường Giang hăm dọa tôi dữ vậy. Xin được mời hai vị khách mời đặc biệt hôm nay. Trời ơi. Anh đi đâu? Trời ơi, ta nói thiên bất dung gian. Vừa nói xong cái là coi như là trời hại liền cho hai cắm đứa. Cắm mặt xuống nè, thấy không? Đó. Tôi nói bây giờ ngước lên cũng không có đứng tới hai đứa em nữa. Di Cá, Quách Ngọc Tuyên. Dạ. Siêu mẫu Minh Tú. Minh Tú là Á mẫu đúng không? Á mẫu là sao? Là gì đó? Á hậu. Hoa hậu châu Á. Hoa hậu châu Á. Còn Tuyên sao em? Dạ, cuộc đời em chưa giờ có cái giải nào luôn á. Có giải là trưởng an toàn vệ sinh thực phẩm Long An. Nhưng mà em được cái tên đúng không, cái danh hiệu. Nãy giờ em vô người ta đâu gọi em là Quách Ngọc Tuyên đâu, tôi kêu là anh Di Cá không à. Hey, anh Di Cá đó nè, anh Di Cá mà bận đồ da rắn. Nó liên quan với nhau trơn trọi. Di Cá tôi bận đồ Di Cá đồ, không có gì ít giống được con bầu ngư đúng không. Hai cái nó liên quan. Không lẽ giờ ra đường cứ mặc đồ vi cá hoài luôn hả anh? Chết anh luôn. Anh thấy tấn bèo không? Đi đâu mừng đồ bèo mà. Thương hiệu của người ta. Rồi, ngày hôm nay là lần đầu tiên Tú đến với chương trình này đúng không em? Dạ. Đó, em sẽ được quyền chọn đội. Em thích đội nào em có thể chọn về đội đó. Anh cho em về đội nào em về đội đó. Vậy hả? Tuyên thích đội nào? Ai chọn em về người đó. Trời, sao hai đứa dễ dãi như nhau luôn rồi đó. Minh Tú là khùng lắm. À, khùng lắm hả? Mà bả lên sóng truyền hình mà chơi game mà bả bất chấp. Bả chấp hết. Em nghĩ là một mình Minh Tú một đội đi. Thiệt. Đó, để mình em nói đâu. Tội nghiệp. Rồi, bây giờ thì bây giờ hơ Tuyên. Dạ. Cái màu của em bữa nay nó cũng tiệp với cả hai đội trưởng luôn. Thôi em về với Trấn Thành đi nha. Ok. Thẳng tiến luôn. Còn Tú về với Trường Giang. Ủa vậy hả? Mời em nói thiệt vậy không? Anh cũng cho em về đây nữa. Về chung đội có cái cãi lộn nữa. Trời, tôi coi về đây cho phong cách rủ rượi giống nhau. Ờ, giống giống nhau nè. Người đàn ông vẫn đứng thẳng với dạng vật rủ rượi. Và đó là hai khách mời ngày hôm nay, Minh Tú cùng với Quách Ngọc Tuyên. Còn có sự góp mặt của hai ca sĩ, họ cũng sẽ là người rất là đặc biệt, sẽ mang đến cho chương trình của chúng ta những điều thú vị. Xin được chào đón Oran và Oset. Thời
thời gian vẫn hoài trôi, mình tôi loay hoay chơi vơi giữa đời, lặng yên đứng từ xa nhìn anh ngang qua cô đơn ghé ta. Vì tôi sâu nên dấu mình chẳng thể nói là tôi tình. Tôi vừa sâu mình vào bóng đêm. Vì tôi ngốc nên dấu hoài chẳng thể nói đành thơ dài. Nhìn anh bên ai ngọt ngào với ai? Yêu người, thương người, mong chờ người từng đêm trôi qua. Trách mình, ghét mình, vì sao yêu không nói ra. Come on! Vì từ sau nên dấu mình chẳng thể nói lên tâm tình. Tôi vừa sâu mình vào bóng đêm. Vì tôi ngốc nên dấu hoài chẳng thể nói đành thơ dài. Nhìn anh bên ai đi bên ai, tôi vẫn tìm. Vừa sâu mình vào bóng đêm. Vì tôi ngốc nên dấu hoài chẳng thể nói đành thơ dài. Nhìn anh bên ai đi bên ai? Yêu người, thương người, mong chờ người từng đêm trôi qua. Trách mình, ghét mình, tại sao yêu không nói ra. Vì tôi sâu nên dấu mình chẳng thể nói lên tâm tình. Tôi vừa sâu mình vào bóng đêm. Vì tôi ngốc đến dấu hoài chẳng thể nói đành thơ dài. Nhìn anh bên ai đi bên ai? Vì tôi sâu nên dấu mình chẳng thể nói đành thơ dài. Cho đủ cho phải ngỡ phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Tóc em là suối, mắt em là hồ, đôi mắt em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân rượu anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai, nếu như em gật đầu người nhau đến mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix lại anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp em anh lại thấy bay bổng, chẳng còn để chân trâu mà chẳng còn tóc buồn. Lại để anh nói nhỏ, em là cái gì cô để anh phải nói ỏ. Mắt thì ngào ngào, đi ông cười thì ngơ ngơ. Suốt ngày nào lên tìm mà vẫn cũng đã đến bên bên mà ôm mơ. Chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần mà giọt cà phê. Không cần không cỏ, không men, không rượu, nhưng mà em vẫn cần làm anh mê. Với anh nhá, nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em, anh say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm vài nữa là tim anh đứt phanh. Nhà em có sao em không ở, mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh. Yeah, em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai? Vòng tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm em, anh chạy đến với em thì việc
gì với anh cũng không ngại. Thế còn bóng đen là anh sẽ thương em mãi. Hãy để anh chờ em đi qua cả mùa đông dài. Còn ngần ngại gì sẽ không bước tới bên anh. Chờ đợi gì mãi cho làm đến tuổi xuân say. Tương lai ra sao? Don't worry about it. Like a day. Don't think just kiss. Hai đứa ra cũng hợp với nhau ghê ha. Là sáng trưng à, sắc trắng sắc vàng luôn. Chào em. Hai đứa tên cũng giống nhau. Nghe nó ong trong đầu. Orange rồi Oset ha. Anh này có nickname Organic nè. Organic. Chào hai em. Chào anh, chào tất cả khán giả của Sông Hải Sông Ai ạ. À chào mọi người, em là Orange, còn đây là bạn em Oset. Thì giới thiệu hộ luôn. Chào hai em, chào hai em Orange với là Oset. Anh là OB. Hai đứa điềm tĩnh quá, nó không có giống như mấy đứa trẻ bây giờ ha. Hai đứa này dạ, nó... tụi em trong hoàng cung á anh, tại bữa nay mặc đồ cũng concept giống nhau đình. Tay phòng phòng rồi concept ở đợi trong hoàng cung á anh. Ồ chết, là bên thái giám hả Gưng? Không, em là nhìn đồ em là giống kiểu là bạch mã hoàng tử anh. Các em thích đội nào để về nè? Ủa em được chọn anh? Chọn chứ em, mình là khách mời mà mình được quyền chọn. Em là fan của vợ anh Thành cho nên là em muốn về đội anh Thành. Fan của vợ anh. Về đây với anh Cưng. Nào con cái gì? Gì đó Ê, mời em. Ngày nhớ đêm mong đó. Ê. Ủa sao em về đội ảnh mà mặc ảnh buồn quá à? Tại vì em nói là em fan của vợ người ta chứ không phải là fan của người ta. Giống cho nên người ta buồn. Giống như một cái tác, cái bóp cái mặt mình vậy trời. Vợ chồng cũng là một thôi anh. Nhưng mà em thích Thành không? Dạ em cũng thích ảnh nữa. Không vừa lắm đâu. Tại vì đó ảnh em có một câu chuyện nè, chắc mọi người không biết đâu, đó là ảnh hay dắt vợ ảnh đi thu âm ở chỗ phòng thu em hay thu. Mỗi lần mà ảnh dắt chị Harry tới phòng thu á, trời ảnh cưng chị lắm. Thôi chị nắm tay cho chị Harry thu âm, trời nó dễ thương, em nghe em ngưỡng mộ. À câu chuyện liên quan quá. Câu chuyện rất liên quan. Nó cũng nói lên con người của anh Thành là một con người rất là ngọt ngào, dễ thương, yêu vợ. Rồi, vậy thôi bây giờ về Trấn Thành đi để coi Trấn Thành có ngọt ngào với em không nha. Em đâu phải vợ đâu. Welcome. Bé đi không vững luôn á. Nói chung mình nghĩ ơi, anh xét về đội hình, về màu sắc là bên em là ok. À. Ba tông rõ rệt, không có bùi nhùi lằng nhằng lùng nhùng như bên kia. Ở đây đúng không cách rủ rượi luôn á. Rồi, thôi được rồi, tức là cả hai gia đình chúng ta đã đầy đủ đề què, sum dày hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của ngày hôm nay. Vòng thi hóa thân. Xin được chào đón 7 dòng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Này chúng ta như đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mỗi bạn là đại diện cho một quốc gia với trang phục truyền thống của đất nước đó. Bạn số 1, mọi người nhìn có biết anh ta đến từ đâu không? Ba Tư. Giống như bước ra từ những cái câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngàn lẻ một đêm gì đó. Giờ thì chúng ta hãy cùng xem coi anh chàng đến từ Ba Tư này làm công việc gì. Giọng lạ nha. Giọng lạ. Mà thiệt ra anh cũng chưa bao giờ thấy ai mà tập võ ra cái hồ bơi tập.
xong rồi đá cho công kia văng xuống hồ. Chương trình không có dàn dừng một chút xíu nào hết trơn trời. Ý tưởng kỳ cục quá. Cô biên tập chương trình đó là bà áo trắng trong clip này luôn đó. Bà áo trắng chứ là bà biên tập. Phải không? Bà đó. Bà đó. Mà cái bộ của ông này đánh võ gì kỳ quá à. Như múa ba lê vậy á. Chúng ta hãy dòm vào bắp chuối của anh ta. Alo. Bắp tay của anh ta, con chuột. Hãy dòm đi. Đó là hai con chuột đồng cao lãnh. Có nghĩa là anh này là dân vận động. Dân vận động mà mặc qua da phấn, chứ không phải là dạng lao động cực khổ. Như vậy, xuất xứ của anh ta rất có thể là nằm trong phòng chim. PT hả? PT đồ. Lấy cái tay ra cho tôi ngó cái mặt cái coi. Ờ rồi sao em? À, em thấy anh này không có nét Việt Nam đâu. Ừ. Như nét gì em? Thấy giống Hàn Quốc hơn á. Hàn Quốc luôn hả? Dạ. Không, anh thì anh thấy anh này giống nét Châu Đốc thôi chứ chưa tới Hàn Quốc đâu. Tới Châu Đốc là dừng rồi. Cái mặt này có vẻ là hay. Ừ. Em dạ, thấy hay. Ủa, đó gì vậy? Hay. Hay, tại sao hay? Tại cái phim Aladdin mới ra, hai người đó đẹp trai hát hay nên anh này hát hay. Bé này không nói biết nó siêu mẫu luôn á. Em biết anh gì hát không hay. Tại sao vậy? Có một cái cảm tính của em là đấy, tức là trong lúc mà anh ấy đánh đấm ấy, trông có vẻ khá chuẩn. Mà thường những cái anh chàng mà thế có thích đánh đấm thì sẽ không thích nghệ thuật lắm. Thế em nghĩ là anh hát không hay, với cả cái giọng anh ấy ở cuối clip thì em nghĩ anh ấy hát cũng không. Nghe cái giọng cuối cùng, cái âm thanh phát ra nghe nó hơi lạ, nghe nó hơi kỳ lạ. Nghe giống như là giọng gió vậy đó, giọng nữ. Hôm nay chắc đội thua trắng. Anh có niềm tin nha, anh có niềm tin chứ. Em thì em nghĩ là cậu hát không hay. Ừ. Em nghĩ hay hả? Em thấy hay. Hay không? Hay. Rồi. Em thấy hay là nó hay à? Đúng. Ok. Vậy là bạn đầu tiên số 1 coi như mình tạm gác qua một bên. Tiếp theo, cô gái số 2 mặc cái trang phục này giống gì các em? Thì thú mặt trăng Hà Lan à? Giống như là các cô gái nữ sinh Nhật Bản á. Nhưng mà coi cô ấy làm công việc gì? Có phải là học sinh hay không? Mời mọi người xem. Bán bánh mì. Nhỏ này giống ngồi rình quá vậy. Bán bánh mì caramel hả? Ê, ê. Bánh mì caramel. Giọng lạ luôn nha. Giọng ngộ ngộ làm sao á. Dở đậm đà luôn á. Dở mà dở sâu sắc á. Dở không có lối thoát luôn. Mình nói câu chuyên môn tí. Đó là cái máng hứng nước bọt. Trợ văn vô. Khi mình nói chuyện á, ai mua bao nhiêu 12 ngàn không à. Ba tê hay không ba tê dạng vậy đó. Ba tê nó không sao. Cái đoạn 39 ba tê không. Thì tại sao mặc cái áo đó mà đứng ở một cái bàn bán ngụy tạo. Cái bàn nó đơn điệu quá đúng không? Tôi nhớ là ông có cái xe bánh mì Calamen. Đáng lẽ hẹn 9:30 tới quay. Alo Calamen hả? Cho tụi tôi quay 9:30. Ok em quay đi. 8:30 công an hốt lòng lại đường. Chết chà. Thì đó. Mất luôn cái xe. Mất luôn cái xe. Quay quay không được. Chết chà. Mới là làm cái bạn đó. Khó quá. Khó lắm. Em thấy bạn này là một sự giả tạo. Tức là cái công việc đó đó hả? Đúng rồi. Thứ nhất là gấp bánh mì, gấp tè le, tè lưa á. Tay gấp, còn gấp chuẩn luôn. Là gấp chuẩn là gấp sao gấp này? Là mới vô ta mở ra ta cắt mì đúng không, mở ra mở xong ta chép bơ mở cái chân mở mì thôi cái gì tải ra đúng chỗ chép bơ chân chép ba tê xong rồi mới gấp gãi xong rồi phải gói bật lại không sợ dơ đeo cái máng đúng không nhưng mà thói tiền không đeo bao tay gì hết, cầm tiền xong bỏ vô lại thấy bánh mì giả tạo. Đúng rồi, nhưng mà giới như vậy á là hát hay. Tiền tiền gì kỳ vậy, giới như vậy là hát hay. Bé thì mấy người nghệ sĩ á là hay giả tạo lắm, họ rất là biết ngụy biện cho nên là em nghĩ là hát hay. Em nói nghệ sĩ nào giả giống tạo như vậy? Là em nó giả trong mặt nguyên vàng mình ở đây vậy đó. Này, ở đây các bạn đều là người thường hát hay chứ không phải là ca sĩ nghệ sĩ. Tất cả những chuyện này đều nằm dưới sự chỉ đạo của một cái bà gọi là bà biên tập thần thánh. Em nghĩ là chị hát hay. Tại nhìn chị cũng lùn lùn giống em, nhỏ nhỏ con giống em, mặt cũng giống giống nữa, chắc hát hay á. Đúng rồi, anh định nói luôn á. Vậy là mấy người cao hát dở rồi anh. Em thử một câu liền coi. Thôi bỏ đi. À, số những bạn thấp thấp thì thường hay hát hay vậy đó. Có khi giọng còn khủng long nữa. À, giọng khủng long, người nhỏ nhỏ chứ cái giọng bự chà bá. Em cũng nghĩ là bạn này hát hay. Tại vì khi mà em nhìn vào cái khúc cuối bạn ấy hát ấy, thì trông miệng của bạn ấy có vẻ khá là chuyên nghiệp ấy. Người ta thí dụ không cao lắm, phải không? Nhưng mà tướng rất là đứng lợi á, đứng với lợi á. Nè, đấy, nè, mà cái tay này, cái này cái tay bấu eo nè.
Đó, cái tay rất là chuyên nghiệp. Mà cái dòng này là bên trong có thần thái. Bên trong con người có thần thái là thường là chủ động được, sẽ hát hay. Ở nhà tập nhiều rồi mới được vậy á. Không, thần thái không thể tập được. Cô gái số 3 với trang phục của đất nước Thái Lan và công việc của cô ấy là bấm lỗ tai. Mình xem nha. Ủa sao giống chị Minh Tú vậy? Ờ vậy mặc y chang Minh Tú luôn. Ý, ghê quá. Đẹp ha, đẹp ha. Sao chương trình hết chuyện kêu Minh Tú quay cái này vậy ta? Em ở đây mà. À, cô này là lai giữa Minh Tú và Khả Như. Em nghĩ là cô gái này hát hay. Nãy giờ ba đứa hát hay rồi đó. Nhưng mà hát dở. Bạn đầu tiên là hát dở mà. À. Bạn này hát tại vì là trong cái clip ấy thì là cái chỗ mà xỏ khuyên, em đã từng xỏ khuyên ở đấy rồi, bảo đấy không có bạn nhân viên nào trông như vậy cả. Chỗ đó ở đâu ạ? À? Chỗ mấy đường gì? Ở bên quận 1 tên là Nguyễn Trãi ta. Vậy là không biết rồi đó. Cái chỗ này là ở dưới Châu Đốc. Cô gái này nếu mà xét về nhân thân chắc cô đến từ Sim Riệp, nơi buôn bán cào cào châu chấu chiên rồi đó. Thì cô mặc cái bộ đồ này thì nó cũng liên tưởng đến cái chuyện đó. Có nghĩa là cô này không chừng là cái người dân tộc, hoặc là người Lai, người Sim thật, ví dụ vậy. Hay là Lai, người Chăm. Có khi cô ấy là người Thái Lan thật đấy. Dạ vâng, thành thử ra là đôi khi mình không biết là cô ta là người như thế nào. Nhưng mà nhìn cái nét của cô ta phản phất cái nét Lai dân tộc. À, ý anh nghĩ nói là có thể cô là người Thái thiệt. Ừ. Yeah. Nói tiếng Thái liền. Thí dụ vừa bước ra, ok. À, sawadee krap. Krap, krap, krap đồ nè. Bruan nè kha, krap anh nóng không kha. Đây, không hiểu đâu nè, tôi nói là hiểu liền rồi. À, chị chào là gì đó? Sawadee krap. Thái Lan mới thua Việt Nam á. Không hiểu luôn. Cái cô này á, cái thái độ á, mà cái gương mặt này á, có thể hát hay đó. Ừ. Dạ, theo em thì cũng có thể hát hay. Ừ. Có lý do gì không? Thích làn da ngăm ngăm, tại làn da giống nam thư á, nên là thấy là... Trời ơi, đưa đâu vô đây nữa, nam thư hát dở lắm. Trời ơi, không biết, không biết. Biết không có lỗi. Không biết, trời ơi, thế tưởng Nam Thư bạn tôi hát hay chứ ai ngờ, trời ơi. Vậy là ai phải hiểu Nam Thư lắm mới dạch mặt ra được gì. Chắc là cũng phải có thời gian gần gũi lâu lắm mới biết được điều đó. Em nghe đồn anh. Em nghe đồn hả? Dạ. Em thì nghĩ khác mọi người, em nghĩ chị hát không hay. Không hay, sao tại vậy? Tại vì em thấy chị xe chị luồn kim với bé chuyên nghiệp lắm. Có khi chị làm nghề đó thiệt. Ủa em, người ta làm công việc đó vẫn có thể hát hay được mà. Thường thường những lúc đó người ta ngồi người ta nghe nhạc, người ta nhép theo hát hay á. Mà mắc cười quá, người ta mai đồ mà. Nghe lời xin cho tôi mượn luồn kim. Đâu, có gì đâu. Không, không biết nữa, tự nhiên cái nó ấn tượng em nghĩ là hát không hay. Nó đập vô mặt em, chị không biết hát. Vì cái chuyện là thấy người ta có vẻ chuyên nghiệp quá, cho nên em nghĩ là người ta hát không hay. Dạ. Rồi, một lát nữa mình sẽ biết nha. Tiếp theo, anh chàng số 4. Nhìn mình nghĩ ngay tới những anh chàng oppa trong phim Hàn Quốc á. Không, em nhìn thì em chỉ thấy nóng thôi chứ nó nóng quá nóng. Thì đương nhiên là nóng, nhưng mà bây giờ người ta mặc cái trang phục của Hàn Quốc, cái giống cái kiểu như là những nhân vật trong phim mình thấy. Và anh ta công việc là bác sĩ. À, mình xem nha. Oppa được chứ. Anh em nhà bác sĩ Trang Đông Quân rồi đó. Giọng cũng có vẻ ấm áp đó chứ. Vô mọi người à, thấy thế nào? Oppa vô đó. Oppa ca hay đó. Oppa giọng có vẻ ấm đó. Giọng nam trầm mà. Trời, quất cái bài ballad vô. Và mưa đông không mang theo bao hơi ấm. Là ngon à, ngon à. Nhưng mà nhiều khi chương trình cũng đánh lừa mình sao em. Cũng lừa ông cái nốt thấp thấp để ông hát. Mà giọng nam thì bản thân cũng đã trầm trầm sẵn rồi. I don't think so. Mặt nhìn lanh lợi lắm. Không có mặt cái nét là đang cười trong bụng á. Mày đoán sai rồi con. Em thì em nghĩ là anh này hát hay. À, hay hết luôn rồi. Em không biết là em đoán vậy thôi. Cam Sành thấy sao em? Em nghĩ anh cũng hát hay.
Dạ thầy, em thấy anh làm bác sĩ em thấy thích thôi. Trời ơi, bây giờ hai người ca sĩ nhận xét chuyên môn sâu ghê luôn vậy đó. Thật ra ổng không phải là bác sĩ, ổng là nhân viên chụp X quang thôi. Đúng rồi, đúng. Em thấy sao? Theo cái chuyên môn của em á, và cái tầm định giá, đánh giá của em á. Đây là buôn bán nhà đất, cái đầu định giá cưng. Em nghĩ anh này hát dở. Tại vì nãy giờ ai cũng nói hát hay thì em thấy là hát dở. Em là phải đi ngược với người ta vậy hả? Đúng rồi, nó mới lạ, mới đặc biệt. Sao liếc em dữ vậy? Tại vì thấy con nhỏ này nó nói chuyện mà nó chỉ đi vô cái hướng là giống như cảm giác, anh hiểu không? Hôm em coi phim kia thấy hay là này hay. Em thẩm định giá này thấy ok, được là được. Nó không có đưa ra. Nhưng em nhìn anh, em thấy ai nói anh xấu chứ em thấy anh đẹp trai. Con bé thông minh này, sống sâu sắc mà nó tâm lý, bé này hiểu chuyện. Tú mà nó nói cái gì sai quýnh em đi, em nói thiệt. Còn á, mệnh đời sao nhưng không? Nhưng nếu mà anh Giang đẹp trai thứ nhất thì không có ai đẹp trai thứ hai được. Trời ơi, cái gì, cái con gì? Con bé này gian xạo. Trời ơi trời, nó mới nói xong cái câu 1 là em đâu dừng lỡ đó đi. Cho cái mệnh đề 2 vô cái ta thấy mình giả tạo từ đầu tới đuôi thiệt. Như vậy là với bạn số 4 này thì đa số các bạn nghĩ rằng là anh ấy là hát hay ha. Tiếp theo đây, ông Bụt nè. Chờ nãy giờ đến với số 5. Chờ hồi nãy giờ. Nhìn thấy là thấy thân quen rồi đúng mày không? Mày ông tiền quá, mày ông tiền quá. Tự nhiên mình cảm giác mình nhớ chuyện tắm cá nữa kìa. Ông Bụt từ trong đó bước ra, có mặt trên sân khấu của chúng ta. Này, chúng ta coi coi ông Bụt làm nghề gì nha. Mày ông tiền quá. Trời ơi. Trời ơi trời. Thiết kìa. Mặt Bụt thế hả? Trời ơi. Biên tập nào nó ác dữ. Con cứ... Giờ mọi người có biết có một cái nghề mới không? Đó, rải qua chụp hình cưới. Là cứ đi theo rồi rải qua tung bông tung qua vậy thôi đó. Cái mặt thấy ghét, kiểu mà làm cho xong cho lẹ đi về á. Kiểu như cầm hòn chậu vô mặt giờ đó. Chụp lẹ đi, chậu vô mặt á. Là dạng mình thiết kế rải qua, rải qua mà cảm giác như ta rải muối gạo vậy. Mê, mê cục. Hát hay. Hay không? Nhạc trữ tình luôn. Chắc luôn. Nè, biên tập á, tôi đảm bảo nghe bắt em diễn cái mặt ngu vô cho chị. Ngờ ngợt vô. Giống như là kiểu khờ thiệt khờ, biểu hát mặt gì xệ đó. Ca vậy nè, đó, ca cho ấy dở vô. Nhưng ở sâu bên trong là một người hát dở hơn cái mặt nữa. Đúng rồi, cảm giác của em cũng vậy á. Không, hát em dở. Lại có niềm tin là cậu này hát bolero hay nha. Không, nhưng mà nó là nhiều khi hai nó có hai trường phái anh Nghĩa. Một là chân nhân bất lộ tướng, có nghĩa là nhìn cái mặt vậy thôi nhưng bên trong là chân nhân, là ca một cái là bức nóc. Hai là ca banh nóc. Nó chỉ có hai cái đó, cái hai cái hướng đi về thôi. Dạ, theo em cảm giác của em thì ông Bụt mà hát không hay. Ông Bụt này hát đáng sợ luôn á. Tại vì thường thường coi phim hay là coi kịch, đọc truyện rồi chưa giờ nghe ông Bụt hát á. Xưa giờ thí dụ Bụt hiện ra vì sao con khóc. Không, không bao giờ hiện ra vì sao, vì sao, vì sao. Không có mà vô đó, Bụt cũng bây giờ hỏi vậy. Ok, đúng, hợp lý. Tại vì ông Bụt thời gian ngắn lắm. Ra nói mọi con biến liền. Không đâu ở đâu nhiều về trời chứ. Gió thổi đi liền. Em nghĩ là anh gì hát hay, tại vì lúc mà anh gì hát em thấy mặt anh gì rất là điềm tĩnh, kiểu mặt kiểu là mấy cái này anh hát mãi kiểu đấy. Em nghĩ là anh gì hát hay. Ngay bên định giá người ta đã quyết định rồi. Em nghĩ là hát hay, tại vì cái mặt anh rất là giang hồ. Đó, mà giang hồ là nhậu nhiều, mà nhậu nhiều là hay hát nhảm nhiều. Anh nhậu cũng nhiều nên anh đâu biết hát đâu. Hát hay, với lại đội của em nói hay là nó hay. Trời, bé có chính kiến dễ sợ luôn ha. Em nghĩ là anh hát hay. Vì sao? Tại vì anh bấm lỗ tai. Trời ơi. Underground hay bấm lỗ tai lắm. Cái gì? Em nói mặt anh underground hả? Dạ đúng rồi, anh cái chân cũng nè, cũng bấm lỗ tai nè. Ông này trồng rau thì có chân underground. Trồng rau dưới đất hả? Ông trồng rau, ông đi bán. Nó underground. Rồi, mình tạm gác ông Bụt số 5 lại. Tiếp theo, bạn số 6. Cái con cam sành bên đầu em nó làm sao anh ơi? Bây giờ này, anh phải cứu lấy nó. Anh ấy đến từ nước Lào. Viên Trang. Đó. Và công việc của anh ấy là nuôi gà. Làm với nuôi voi chứ. Trời ơi, người ta không có tiền mua con voi, đủ tiền mua con gà ta nuôi được không? Ta gọi là gà Lào. Đó. Mình coi nha. Ông coi cái gì vậy? Anh lau em gà luôn.
Hát không nghe gì luôn, biên tập khủng cắt khiếp luôn cái âm thanh cuối cùng của người ta. Mà chưa bao giờ tôi thấy ai mà dắt cái đàn vô trong chuồng gà mà ngồi đàn hát được hết trơn rồi. Mà có cái vụ dạch cổ tìm lông nữa chứ. Tại vì ở bên Nhật á, là người ta mở nhạc cổ điển cho con bò nó nghe để thịt nó mềm. Gọi là bò Kobe. Đâu cũng vậy. Còn ở đây là gà cô hồn. Phải mở nhạc để chi cho gà nó nghe, nó bớt dịch. Không, ông này cũng có tình thương cho xuất vật chứ. Ta mặc thế nè, cái dòng bắt ấn thế nè. Đó, đứng mà cái dòng bắt ấn là tôi thấy cái anh này cái hướng nè. Anh tưởng tượng chúng ta hay làm những chương trình của Điền Quân, chúng ta có một cái khẩu hiệu quen thuộc, mỗi lần mà thấy cái gì không ổn lắm liền kêu hey, quẹo phải. Đây đây bàn tay quẹo phải hướng đó à. Không em, không em về Lào luôn, hát là về Lào luôn. Ừ, Giang thấy sao? Em nghĩ là không hay. Em nghĩ là hay á, tại vì thường là biết chơi đàn là sẽ biết hát. Em ơi, người ta cầm cái đàn thôi em. Đúng rồi, em diễn em không biết đánh đàn, diễn móc được móc mà. Cũng chuyên nghiệp mà, trông móc em móc cho anh coi. Đó, em chuyên nghiệp hơn nữa. Em nghĩ hát cũng không hay, em không tin vô bạn này lắm. Ừ, là do cái gì mà khiến cho em không tin? Ông này ông nước lèo với nước lào vậy. Nước lèo là cái đoạn mà bắt gà ra làm gà. Đúng xong rồi là luộc lên và cho quán bánh canh. Nhiều khi anh là người giao gà cho quán bánh canh. Ừ, nói sao cho nở mày nở mặt gia đình coi. Em xin lỗi nhưng mà em nghĩ là anh hát hay. Tại sao em nghĩ là anh tại hay? Tại để tóc giống đang trường. Trời đất ơi, anh công nhận chú nãy giờ được cái con cam sành cam giác, nó không nói cái gì dính tới em hết trơn anh. Giờ có cách nào mình đưa nó về tới nơi mà nó cần về không? Chỉ vì để cái mái tóc kiểu anh đang trường thôi là hát hay đúng không? Sao tao không tin mày? Con này không tin được. Cuối cùng cô gái số 7 đến từ đất nước Ấn Độ. Đó, DJ luôn. Vô à. Trời đất ơi trời. Trời ơi trời. Móc quá trời móc. Hơi lòi hả? Cô ấy làm công việc DJ. Và chúng ta trong chương trình này đó giờ cũng có mấy bạn làm DJ rồi mình ha. Nhìn cái mặt mình tin được nha. Ok, giờ cho là cái make up rồi cái mặt cái tai rồi bấm bấm giật giật tin được. Mà sao DJ gì mà nó giật dữ vậy anh? Mấy bạn không hiểu một điều nè mấy bạn. Ở ngoài mà đi club mà mình thấy dễ thương lắm đúng không? Nhưng mà khi quay hình á, mấy bạn luôn over hơn. À vậy à? Ờ, thường thường mấy bạn diễn đi em là over hơn. Có không? Đó. Nhưng mà thí dụ DJ thiệt đi, hàng đêm người ta làm, thí dụ kêu em quay bấm. Ờ, đúng DJ thiệt ta chỉ cần nếu đó là khi mình đang quay bằng điện thoại. Còn đây là có một người đứng chỉ đạo sau máy quay phim là ai? Bà biên tập. Đúng lại vậy. Bà biên tập. Đúng vậy. Bà kêu đang nghe nhạc, đang nhỏ đang phiêu lúc đầu, nhỏ đang phiêu. Kêu em mạnh lên. Giật đi em, giật đi em. Đây là cái hành động đó là bà biên tập xúi dục hết luôn hả? Tất cả một cái đều nằm trong tay của bà Nguyễn Thị biên tập. Đã có 8-9 thí sinh coi như là bị rút cơ nhập viện vì con mẹ biên tập. Những cái đoạn kêu cứ kêu giật giật á. Đó, cái cô này. Cái động tác dặn nút của ấy chuyên nghiệp lắm nha. Ừ, đúng rồi, dặn vô lắm á. Em lại nghĩ là bạn này hát hay tiếp. Hai đứa này ở chung nhau. Không, em kiểu có một cái niềm tin mãnh liệt gì đấy. Em nhìn vào trong mỗi một con người. Mà nãy giờ là cái niềm tin của em, cái sự nhận định của tụi em nó đi ngược hoàn toàn với là tất cả mọi người luôn á. Nhất là với đội trưởng của em á. Ở đâu có em vậy? Ba mình chung đội không? Không có, hai đứa chung đội đó. Không, mày đâu nói chị hát hay đâu. Bầm bậy chết luôn á. Chị em nói làm sao? Chị này làm nghề gì anh? DJ. DJ là phải trà dữ vậy luôn hả? Trà vậy hả? Ừ. Em đi chỗ đó nhiều mà em chưa bao giờ thấy chị này á. Nhiều khi ta làm ở những cái quán bar nhỏ nhỏ sao em biết được? Em ơi, cái còn người cũ mới bị đuổi, nhỏ nó vô mới rồi. Không, chị này hát dở. Dở? Dở luôn. Ừ. Rất dở. Rất dở. Dở ngang ngửa cỡ em với lại chị Diệu Nhi trở lên luôn á. Không có xô. Hát dở mà tự hào ghê. Sếp nó vô nhóm Diệu Nhi là em biết rồi. Không, chị này hát dở. Thôi được rồi. Em thấy DJ mà chuyên nghiệp là ít ai hát hay lắm. Mà nãy em còn nghe được tiếng ép của chị nữa à. Không hay đâu. Thôi được rồi, chúng ta đã được giới thiệu sơ qua về công việc cũng như là một phần giọng hát của các bạn ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 30 giây để thảo luận với nhau. Hãy chọn ra một người mà các bạn nghĩ rằng là hát không hay nha. Thời gian bắt đầu. Trời, chọn người đi nào. Em nghĩ là anh số 1 á. Em nghĩ cho mấy
rồi em muốn đố chọn sao? Mình chọn, mình chọn lại từ đầu. Năm không hai. Rồi. Số sáu không hai. Em nghĩ số một, em nghĩ số năm, số sáu đúng không? Đường ông số sáu hát dở mà. Và chị DJ là hát hai rồi nè. Cái bạn số hai hát hai đó. Em nói ai? Anh hát hai. Không có quy định nào trong đó hết trơn. Dạ. Anh. Hết giờ. Đội em đã có một quyết định. Vậy thì mời đội em trước. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, Ochet hiện tại chưa có phim Aladdin và cái đèn thần. Ờ, em coi rồi mà. Coi rồi hả? Coi rồi. Không hợp tác gì hết trơn. Thì có nghĩa là muốn chọn số 1. Số 1. Nhưng Minh Tú với khả năng catwalk siêu mẫu trên toàn thế giới lại thích ông Bụt hoặc ông Lào. Thì đó, hai em hãy quyết định lựa chọn một con số. Tôi nói cho các bạn nghe, các bạn thân mến, Pham là ông Bụt là đứng bề trên, đúng không? Những người ở bề trên, chúng ta nên ông Bụt dành... hay đó. Pham là ông Bụt, chúng ta phải dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt riêng cho ông Bụt. Bây giờ đội Giang chọn đi số mấy. Bây giờ ông Bụt là anh, theo anh cảm giác là ông Bụt mà hát bolero hay đó. Em cũng nghĩ là ông Bụt hát hay đó. Đó thì giờ số 1, số 6, hai đứa quản tụi chị nào thắng lấy. Nếu anh chọn thì anh ưu tiên cái bên bên Viên Trăng á. Bên Lào nhiều hơn phải không? Em sẽ nghe theo số đồng ý kiến của đội em. Chứ Minh Tú là muốn chọn nên em nhân nhường. Anh nói rồi, chọn số 6. Như vậy là mình chọn số 6 nha. Chốt với nhau nha. Là chọn số 6 không hay, em với anh Giang chọn. À đó, thì còn là mình chọn người số 6. Người âm phủ thì em không biết. Giang phải là một nhà, nó thể hiện tinh thần đoàn kết đó. Quyết định cuối cùng là đội Trường Giang chọn số 6. Trấn Thành. Đúng rồi, nãy định chọn đây luôn á. Chưa, chúng tôi chưa có những cái suy nghĩ khác. Thưa các anh chị, số 6 chỉ là một cái sự ngụy trang vậy thôi. Thật ra số 6 có thể hát hay lắm. Lào mà. Là nhiều khi chưa chắc quẹo phải. Quẹo phải là tôi đứng từ hướng này để thấy quẹo phải. Nhưng từ hướng anh ta là quẹo trái. Nhiều khi nó lại vô. Khi anh ta nói quẹo trái thì tôi lại nhìn sang hướng trái của tôi. Một khu vực tiềm năng. Hồi nãy con Cam Sành nó có trọt qua em, nó nói là ảnh số 1. Em biết ảnh. Ảnh là food blogger. Em nhớ hình như anh có cover bài hát sao. Hình như anh hát hay nữa. Nãy em nói cái câu đầu là câu gì? Em nói anh hát dở. Rồi tại sao dở? Tại anh làm food blogger. Tại sao food blogger mà lại dở? Ăn nhiều quá nghẹt họng hát không được hả? Nhưng mà giờ em nhớ lại là anh có up lên trên kênh của anh mấy cái bạn cover nữa. Mà hay không? Em chưa nghe. Em chưa nghe biết gay. Bây giờ anh ta là food blogger. Anh ta một clip có thể kiếm được rất là nhiều view, kiếm rất nhiều tiền. Chúng ta không nên cản sự đường thăng hoa sự nghiệp của anh ta. Cho anh ta ra đi. Về tập trung. Về tập trung, về tập trung vô thức ăn. Với lại thật ra anh thấy cái dáng này đứng về cũng mỏi lắm rồi. Đúng rồi. Cho anh ta cơ hội để được nghỉ ngơi nha. Như vậy là số 1, số 6 là sự lựa chọn ở vòng đầu tiên này. Giờ các bạn muốn nghe số nào hát trước? Số 1 đi. Số 1. Số 1. Số 1 phải không? Giang sư khởi đầu nam, bắt đầu đi. Chiều ý các bạn, mời số 1. Dở. Không hay. Hay. Cái mặt này có vẻ là hay. Em thấy hay. Đó, cái gì vậy? Hay. Em nghĩ anh gì hát không hay. Em thì em nghĩ là cậu hát không hay. Em nghĩ hay hả? Em thấy hay. Hay không? Hay. Rồi. Em thấy hay là nó hay à? Nhiều khi hắn mong được một mình nói xa đẹp tất cả thầy đi. Hay quá em ơi, ăn gì hát hay quá. Nhiều khi hắn mong được một mình nói xa đẹp tất cả thầy đi. Em sai chưa? Anh em che về anh ta bằng đôi mắt lơ. Ai người ngoài? Người ngoài. Hàn Quốc. Oppa. Đôi lúc em chán ăn mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên hàn lùi, quay lưng về sau. Để thôi em rõ hơn, để
cứ tiếng nghe đêm về xa ô nhiễm hồn cả một sớm mong chờ thứ về lại vừa bằng một cô gái. Xin chào, 안녕하세요. 저는 한국에서 온 최성락이라고 합니다. Kêu Harry tới dịch thì bạn liền coi. Xin chào, mình tên là Song Lạc, đến từ Hàn Quốc. Ồ. Thật sự công việc chính của mình không phải là không phải là huấn luyện viên boxing mà là mình là làm vlogger, food vlogger trên YouTube. Ủa, như vậy là Oren là nhận ra biết đúng không? Oren biết luôn hả? Em biết có 50%, không biết anh biết hát mà hát hay nữa. Có nghĩa là con bé này nó nhận ra ảnh là food blogger. Đúng rồi. Ảnh nói về đồ ăn ở mọi Việt nơi. Nam, Việt Nam hả? Nhưng mà không biết là ảnh hát có hay không. Còn em thì cũng chưa có xem anh này. Đó. Mà hát dễ thương quá, cái miệng tròn do vậy đó. Anh tên là gì? Anh... Wow. What's your name? Em tên là Song Lạc Choi. Song Lạc Choi. Đúng Lạc rồi. Bất âm bất tốt. Người ta hay vậy? Nhỏ này phiên âm. Song Lạc rồi. Đúng rồi, Song Lạc Choi. Thằng xin Song Lạc Choi. À, đúng rồi, correct. Song Lạc Choi hả? Song Lạc Choi hiểu hả? Bây giờ Song Lạc Choi là tiếng Hàn Quốc. Đúng bây rồi. Giờ mình qua là Lạc Choi phải không? Lạc Choi thì nó hơi giống Sơn Tùng. À, Song cho đừng nghe thào lao. Thào lao, thào lao. À, ok. Em vâng. Ồ. Một cô gái với áo tứ thân, nón quan thao. Tại sao em cầm cái bức tượng này khi em đang hát? Vì nhạc tên là Phía Sau Một Cô Gái. Ừ. Thì mình muốn hiện đạt một cảm xúc. Cảm xúc? Cảm xúc của em. Mình muốn làm thở. Em thích hình tượng cô gái người Việt vậy hả? Vừa thân thiện, vừa đẹp. Như vậy. Em hả? Anh làm phút đất đó hả? Đúng rồi. Anh nấu em đi.
lộ em nói lộ. Anh chị em nấu đi. Trời ơi Tú ơi, sao bây giờ bạo loạn quá Tú ơi. Em qua Việt Nam lâu chưa? Thật sự sống ở Việt Nam còn 2 năm. Ở Việt Nam vừa làm việc vừa làm video trên YouTube để trải nghiệm văn hóa Việt Nam. 2 năm mà nói tiếng Việt như vậy là very good. À, cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn. Giúp đó. Tuyệt quá. Người ta dễ thương vậy đó. Mà chọn người ta để người ta phải chia tay chương trình sớm. Anh em là người chọn bạn nó hát hay. À. Trong đây có đúng, mình em chọn đúng, anh đúng, hát, là hát luôn hay luôn. Nhưng đây. Nhưng em nè, về con cảnh sành nè, nó chỉ hồi nãy nó nói đầu tiên đấy anh Thiện ơi, ở lo nấu ăn không sao nó hát được, lo nấu ăn được không rồi à, anh, rồi ai nói ngàn hỏng, ai vô. Nói ngàn hỏng bởi vậy MC mà hồi nãy đứng ở đó ta nói rồi kêu lấy cái tay né ra cho ta coi mặt đi, ta thấy mặt sáng sủa ta né ra kìa. À, vợ của anh này là người Hàn Quốc biết không? Harry Won em biết không? Ý niên biết à, là vợ cậu này đó. Đúng rồi. Nhưng mà người ta là cái người mà chọn cho em rớt đó. Tiếc quá. Lúc mình không sao. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha, rất là dễ thương. Cảm một tràng pháo tay dành cho chàng trai Hàn Quốc của chúng ta. Cảm ơn. Hát hay mà dễ thương nữa. Hay lắm luôn. Tiếc quá, tự nhiên bao rành bên loại người ta liền vậy ha. Bây giờ tới chàng trai đến từ Lào hát sao đây? Mời mọi người chúng ta cùng nghe nha. Em nghĩ là hay á, tại vì thường là biết chơi đàn là sẽ biết hát. Hát là về Lào luôn. Em nghĩ là không hay. Em nghĩ hát không hay đâu anh. Em nghĩ hát cũng không hay, em không tin vô bạn này lắm. Một mình anh ngồi đây xưa đã đồng. Một bài tình ca nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh là yêu là đông đầy, từng tia sáng lấp lánh xuyên qua trái tim ai. Em có biết không, có những điều không thể nói thành lời. Em có biết không, có hay những quá điều chỉ nói sẽ thành nửa vời. Anh muốn xoay thêm những con đường để mãi chân thành khắp muôn phương, nói dài và nói dài đến trái tim em. Anh muốn vẽ thêm những chân trời, anh muốn xoay chuyển cả thế giới để em thích anh dù chỉ một chút thôi. Anh muốn xây thêm những con đường mang hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim em. Anh muốn vẽ thêm những chân trời, anh muốn xoay chuyển cả thế giới để em thích anh dù chỉ một chút thôi. Phải có em dù một lần trong đời. Ai là người chọn chàng trai này? Chú anh Dương Giang. Chắc chắn không phải em. Chắc chắn không phải em luôn. Ừ đó, người ta hát hay rồi mà chọn chi không biết. Tôi đã nói rồi, quẹo trái chứ không có quẹo phải. Em nói chọn số 5 đi anh không chịu. Trời ơi Tấu ơi, cái chi tiết mà em cầm đàn guitar em biết đàn thật không? Dạ biết ạ. Trông móc là thấy móc dữ quá. Ủa nhưng mà em, tại sao mắc gì mà mình phải chui vô cái chuồng gà mình ngồi mình đàn em?
biên tập bà Nguyễn thì biên tập. Cái bà biên tập thần thánh. Em sao ca hay dữ vậy? Hát rất hay, xử lý rất là thông minh, nhịp tốt luôn, everything good. Chỉ có cái là phát âm không rõ thôi. Thế là một cái này cái biểu cảm á, cái đường hình nó không đi đi đường tiếng, nó không có ngọt ngào thiệt với luôn nhau á. Cái âm thanh với bạn, với cái gương mặt bạn này ca cứ tưởng ai cầm micro ca ở dưới. Cái biểu cảm của em bởi này tôi đứng lên tôi dòm dòm có ai nhép miệng không đó. Thiệt á, ca hay quá. Em tên gì em? Dạ em tên là Nguyễn Cao Thiện Hưng ạ. Thiện Hưng. Thiện Hưng. Thiện Hưng, công việc em là gì? À hiện tại em đang làm sinh viên và cũng là ca sĩ tự do. À buổi tối có đi hát hả? Dạ vâng. Em quê ở đâu vậy? À, em là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai, em hát hay. Nhưng mà anh Thành góp ý cho em đó, cố gắng khắc phục những cái nhược điểm đó để mình sẽ hát tốt hơn em ha. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em, Thiện Hưng. Vậy là hai nhân vật đến từ Ba Tư và đến từ Lào đã bị cả hai đội tuyển lên đường một cách quan ức. Hai người đều hát hay, đều dễ thương, và mà chọn người ta, vậy thì cái thị trường hát dở sẽ càng lúc càng sôi động. Đang hả hê nè, năm anh chị này còn đang hả hê nè. Đang rất hả hê, được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, vòng thi siêu diễn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng Ai Dòng Ai. Đây là vòng 2, vòng siêu diễn. Ở vòng này thì các bạn ấy sẽ nhép miệng một bài hát với giọng hát của một ca sĩ chuyên nghiệp. Và chúng ta hãy quan sát và đoán xem bạn ấy hát hay hoặc là hát không hay nha. Xin mời nữ sinh Nhật Bản số 2. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em. Một bài hát rất quen thuộc trong bộ phim Doraemon. Dở. Sao dở nè? Gọn gàng. Không thích. Dở. Không thích là không thích cái chỗ nào? Ta nhếch miệng không đúng, hoặc là ta nhảy không đúng nhịp, hay là sao? Bị tin quá à. Nhìn là thấy cái khẩu miệng thấy không hay rồi. Cái khẩu miệng là gì? Cái khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng. Nhưng mà hồi nãy là Oren nói là hát giọng khủng đó. Oren nói là nhỏ nhỏ con này nè. Oren nói là Oren nói, em nói là em nói. Anh đợi nào. Trời ơi. Ăn thịt tôi luôn đi bà nội. Cô ấy rất mạnh mẽ. Thôi em nghĩ bạn này hát hay. Nhép miệng với là mặc dù là lúc nhảy á thì có hơi nhớ bài một tí, nhưng mà cảm giác là hát hay. Em thấy bạn này chịu diễn mặt á, hay cũng khá là chuyên nghiệp. Có khi hát hay thật. Tôi đã thấy ngay từ đầu rồi. Cái chống nạnh diva. Thái độ cô này có, chứ không phải là không. Hay. Hay. Offset. Trời, em không biết gì hết trơn á. Ủa kỳ vậy. Thì nói qua đi anh hai ba. Qua đi anh. Rồi tiếp tục. Anh thấy hay dở. Anh thấy hay dở. Anh thấy đây là một. Nói qua đi anh đi. Nói qua đi anh đi. Hai ba. Qua đi anh. Qua luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 4 trước. Xong thiệt vậy? Cảm xúc, cảm xúc quá. Cảm ơn em. Hát xong cảm xúc rồi cũng tắt ngang luôn như câu hát vậy đó. Tôi thấy không có giống mấy ông Hàn Quốc mà giống Y Dương quá. Nhưng mà em thấy hát hay á. Hay. Cảm giác khi mà anh ấy diễn ấy, cảm giác đôi bàn tay anh còn run run vì cảm xúc ấy. Nên chỉ những người hát hay không em ơi run sợ đấy em. Cũng có thể hay thôi em cảm giác. Nhưng mà em cũng nghĩ là 50-50 thôi chứ không chắc chắn lắm ở cái vị trí này. Em thấy anh hát cái cổ anh này rung quá trời rung luôn, ngân quá trời ngân luôn. Nhưng mà chắc không hay đâu. Tại cái khúc cuối cùng đó, nó lãng xẹt, nó đập, nó tắt một cái bạc kia luôn nè. Nhân vật này hát hay. Khẩu hình táp chuẩn. Vô có cảm xúc. Tóc để Hàn Quốc. Mặc đồ nóng nực.
lát sẽ ra hát ba lát. Vậy theo Trấn Thành là hát hay đúng không? Hay. Khó rồi anh. Em cũng giống anh. Em thấy ảnh kiểu giả bộ á, giả bộ chớp mắt quá trời luôn. Bình thường thì khi mà mình ca sĩ mà hát chuyên nghiệp á thì mình thả hồn với bài hát rồi mình sẽ hay nhắm mắt hoặc là mình mở, nhưng mà nó không có bị chớp nhiều. Còn em thấy trong ảnh giống như là ảnh cố tình ảnh cứ. Em ơi, với lại người ta không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Mấy bạn này là những người biết hát thôi. Nhiều khi nãy bà biên tập bà kêu cô make up làm mascara lên mà nó ngứa quá. Đi mở rồi, bị dướng mắt. Ngứa nó không quen, chớp. Nhưng mà tóm lại là em nghĩ là vẫn hát hay. Thôi em cũng nghĩ hát hay. Tại vì cái độ nhép của bạn nó nhìn chuyên nghiệp hơn. Nó sẽ nhìn thấy có rớt miếng nào không em? Em thì không rớt miếng nào luôn á. Mà đến từng cái run tay nó sinh động. Ngay cả cái độ cảm như cái đó có luôn. Như vậy thì theo em là đây là bạn này hát hay đúng không? Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bạn số 3. Cảm ơn các em, dễ thương quá, đang muốn nghe thêm mà cho nghe ngắn quá ngăn, làm nguyên một cái dàn vũ đoàn lồng lộn đẹp đẽ lộng lẫy lung linh mà ra có mấy phút mà không tới mấy phút nữa. Bài cương không, mấy chục giây à, ba trận ba đạp chúng ta phải còn ta chơi bài ba tay đó nào. Hay, nhìn chuyên nghiệp. Tôi đã nói rồi, cái cô này là nằm ở bên đó. Ừ. Gia đình cổ là bên cái khu mà bán cào cào, châu chấu chiên rồi đó. Vừa bán cào cào vừa hát hả? Vừa bán cào cào, bạc cào cào, châu chậu. Lào lào á. Vô. Vô. Cỡ này là vô, cái da ngon quá mà da là da Nam Thư. Nhắc Nam Thư cho qua đi anh. Đúng vậy. Trời đất ơi. Trời ơi. Anh không có hỏi người... chuyện Nam Thư đây. Có những cái con người mà vừa nhắc tới cái Phương Châu Hoa. Cái đoạn này sẽ được cắt riêng để trên YouTube. Anh không hỏi chuyện cô ấy là cô Nam Thư. Anh không hỏi. Dạ. Bây giờ anh hỏi cô này nha. Thế em lại cái cảm giác em lại ngược Trấn Thành. Em lại không không tin là bạn này hát hay. Hạt cái Nam Prong nà nà. Nam Prong nà nà. Tại vì lúc mà bé này vừa mới ra để chuẩn bị á, em thấy có sự bối rối một tí xíu. Mền người ta cỡ đó. Tại em nhìn sao mà không lộng cộng được. Nè, định giá đi. Thôi em nghiêm túc nha. Ủa, chị nãy giờ không nghiêm túc hả? Không, em nghiêm túc hơn. Rồi, bây giờ nghiêm túc nè. Theo cái góc độ chuyên môn của em á, là em thấy là điện nước đầy đủ. Làm như thi hoa hậu vậy. Em nghĩ là hát không hay đâu anh. Hát không hay. Ủa, điện nước đầy đủ là hát không hay á em? Ý là cái bạn này nè, ra nhìn xuống đất nhiều lắm mà rất là run, rất là loạn choạng, xong mà hát xong cái quay đi vô luôn. Mà thí dụ cho người mà người thật sự mà người ta hát hay á, hoặc là người ta biết hát thế nào, người ta cũng sẽ có một cái cảm tình với âm nhạc, thì họ sẽ không có xử lý như là bạn này xử lý, cho nên em thấy bạn này không hay. À, cảm ơn em. Nãy giờ nói được câu nghe nó hay dài mà nó có vẻ có chuyên môn nhất á. Oset, em thấy nghĩ là bạn này hát hay. Tại vì không hiểu sao nhưng mà khi mà em nhìn về đến cái khuôn mặt của bạn ấy, nó có một cái gì đấy nó cảm giác nó rất là hát hay á. Hèn chi em ở trường thế bạn này dưới âm phủ, nãy giờ là hai định kiến nó ngược nhau vậy. Cô này á, cổ là liễu nhà trên Tri Tôn. À biết luôn hả? Quen em hả? Tri Tôn An Giang á. Ờ, quen luôn. Để ngày xưa có gặp cổ rồi. Có gặp cổ trong cái đoàn múa ở trên Tri Tôn á. Ờ vậy hả? Mà có hát hay không? Còn lúc đó coi cổ múa không à. Không biết cổ hát hay không. Nhưng mà với những cái gì nãy giờ cổ làm có khả năng hát hay. Em nghĩ giống anh Di Ca. Chuyên nghiệp về múa thì em thấy là một nghề mệt đã đủ mệt rồi. Chắc không kiêm thêm hát đâu ha. Vậy thì chắc chị hát không hay đâu. Hát không hay, cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta nghe ông Bụt ha. À, để coi ông Bụt hát trình diễn sau đây. Mời số 5. Hai tay anh ôm xương sòng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Ơi. Ủa vậy thôi đó hả? Trời ơi, mà đầu tư
đầu tư cho hoành tráng. Ngồi xếp bằng nghiêm túc lắm, dựng ngược lại cái phật trần làm phật piano trần. Biết không, Thảo Yến Hồi á, nhiều khi nó hát hay xong cái Thảo Yến Hồi nó diêm hồng nó hát cũng được. Cho em có cảm tình với ông Bụt em cho hình tượng ông Bụt mà hát bài này là tôi mắc cười rồi. Sao tôi mê cũng biên tập chương trình này quá. Vậy để dành ông lại về sau đi. Chắc còn nhiều cái thú vị lắm luôn. Em mê cũng biên tập quá à. Bây giờ nó thỉnh Bụt ra ngồi đây mà khối phà coi như y như cõi thiên thai. Buồn của anh đó là làm sao mà mang nó đi được. Nhưng mà cái hàm râu của Bụt nó che hết trơn cái miệng rồi. Mọi người có nhìn thấy gì không? Không thấy gì hết trơn. Bởi vậy rồi giờ sao đó. Mà nó đã che râu nó còn xịt khói nữa chứ. Mờ mịt luôn. Ở cái góc của em thấy gì Moses? Em không thấy gì luôn. Không thấy gì hết. Em thì thấy cái râu của bạn ý hơi hơi rung rung một chút mà không biết là nó hay hay không. Quá dần sao yêu thương bất chấp. Bây giờ ông Bụt mà mình chỉ có thể đoán dựa vào cái clip đầu tiên thôi. Bây giờ tôi mê quá, tôi phải để cho ông Bụt hát bài Người Lạ Ơi thôi. Tiếp theo, cô gái đến từ Ấn Độ số 7. Nãy giờ bắt ấn về cũng mỏi lắm rồi, để coi còn bài diễn sao. Mời em. Ôi hay quá. Vũ đoàn nhảy xúc xổ hết trơn trời. Trời đất dòng ơi. Vàng thì rơi rớt từa lưa. Cảm ơn mấy đứa, vô chải đầu chải tóc lại đi. Nghe không, cái bà da trắng bà nhảy ơi. Xong bà vẫn đẹp lộng lẫy, không rơi một cái gì hết. Còn mấy bà vũ đoàn rơi tan tác hết trơn trời. Mấy bà vũ đoàn lắc cái gì rớt cái đó. Bà nhép thần thái bà ghê lắm nha. Cảm nhạc giả mê. Cô này mới là để người để hát với là Orange. Bây giờ cái cô này nè, nhảy như vậy mà nhép như vậy, tôi không biết là có diễn trong mấy cái show mà lip sync hay không nữa chứ đừng nói. Mà quan trọng là cái miệng nó nhép mà cái thần thái nó đẹp, mà một sự hoàn hảo tới mức độ là đây là một cái bài lip sync là tuyệt vời. Có nghĩa là mình đang suy nghĩ là cổ biết cổ có diễn trong mấy cái lip sync show hay không. Có nghĩa là ca diễn lip sync là tuyệt vời. Ca là tuyệt vọng. Tuyệt vọng luôn đó. Cho nên đừng để những cái gì mà chúng ta vừa nhìn thấy đánh lừa chúng ta. Em này em khá tin là bạn ấy hát hay. Tại vì kiểu trong mặt bạn ấy lúc đứng trên sân khấu rất là tự tin ấy, mà cảm giác cái ánh mắt luôn biết là mình phải nhìn vào đâu ấy. Có thể cô ta là một người đã đi biểu diễn rồi, hoặc là có thể cô ta là một dancer. Tất nhảy rất đẹp đó. Tất cả đều nằm trong vòng bí mật. Hai chiều đó. Nó nhép cái bài nhìn vô có ai biết nó hát dở đâu. Ca cái nó mới bể. Em vẫn giữ nguyên kiến là em nghĩ chỉ hát dở. Hát dở con Trường Giang. Em nghĩ là khả năng hát hay là có. Thế nên mình phải giữ lại. Bây giờ cổ hát không hay lát cô ra cô biểu diễn nhìn cũng đã nữa. Đúng. Tôi thấy là cái mé bên này là cô mé an toàn nè. Không ông Bụt không an toàn lắm đâu. Đừng có đe dọa Bụt của tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận cùng với nhau. 30 giây bắt đầu. Đó bây giờ chọn nè. Hát hay hay không hay? Hát không hay. Em chọn số mấy? Em nghĩ bà đi đây nha. Thì em nó cũng được. Anh thôi. Hết giờ. Bây giờ đến nhà của Trấn Thành phải cho biết đáp án của mình trước. Dạ. Bên em thì thế này cũng có vài phân vân. À, dĩ nhiên thì ông Bụt là tụi em ưu tiên bất chấp rồi. Giữ ông Bụt lại. Tại vì ông Bụt là trời ơi nó là cái gì đó, nó là món quà của tạo hóa, không thể nào mà chúng ta có thể xài quan phí như vậy được. Bây giờ chúng tôi chỉ đang quan mang ở hai cái khu vực. Một là bên cái khu vực cào cào châu chấu. Dạ, bên Thái Lan. Tri Tôn à. Dạ. Cái khu thứ hai là khu bên Bollywood. Bollywood Ấn Độ. Ủa, nãy khen tao quá trời mà. Khen là quá thần thái. Và đang phân vân là 50-50, không biết là hát hay thiệt vậy hay không, hay là diễn lip sync. Tại diễn lip sync là diễn cỡ đó đó. Thì bây giờ Orange, cái cô cam giác này cô cũng đã muốn nói em là em muốn chọn cái cô. Trời ơi sai lầm đó em ạ. Bây giờ em phải cho em nó lâu lâu nó chơi một lần đầu, mình phải cho em nó trưởng thành chứ anh.
Không có anh, tại vì mấy lúc là những lúc mà mấy bạn này diễn nhạc lên á, anh có để ý cái bạn đó là bạn đó có cảm theo nhạc của người ta luôn, chứ không phải là đứng chết chân chỗ. Là mấy cái người lip sync cảm nhạc số 1 thế giới. Nhưng mà giờ nếu mà loại anh ta lát vô vòng 3 không có người hát vô rành á. Vậy em chọn anh. Anh cứ đưa cho em vậy xong em chọn sai cứ anh chửi. Anh đâu có chửi em đâu. Nãy giờ không ai mình nói em mặc sai. Dù em chọn sai ở đây rồi đó. Mình sai vài lần cho nó trưởng thành cưng. Sao nào? Em chọn nha. Chọn đường chỗ hứa đường hay hứa đường lai nha. Em chọn. Anh Nghĩa mới nói là nhiều khi chọn lát dòng chó không có ai hát chung với em. Không chọn, tôi chọn Bụt bây giờ. Kệ, bây giờ mà gặp người nào hát dở hả? Em giành luôn, em không muốn cho hát. Đó, vậy là nó mê con bé này rồi, nó quyết tâm nó về bên Ấn Độ kìa. Quyết tâm là chọn số 7 á hả? Ủa, nó mê. Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ là cái người mà hát với em rất là tốt ở vòng cuối. Bây giờ nè, anh hỏi Cam Sành là ngoài cái cô DJ ra em còn để ý ai hay không? Để anh quyết định giùm em. À, em để ý chị Chăm Ba đó. Đúng chưa? Là bây giờ chỉ có Thái Lan với Bollywood thôi đúng không? Bây giờ nè, nếu như mọi người, bao nhiêu người vote cho Bollywood? Ở lại hả? Ở lại, vote cho cổ ở lại. Ở lại hả? Ở lại, ở lại. Được, bạn xong ai giúp tôi vậy Trân? Ở lại, tụi em nói ở lại, bạn không kêu hả? Bollywood ở lại. 3 phiếu rồi kìa. Chú thấy sao? Thì tôi giữ ở lại luôn. Vậy thôi, cho chị lại đi. Ừ. Ê, số độ mình không có chính kiến gì đâu người ta. Em sợ biệt chủ thôi. Orange, quyết định nào, số. Thôi, em nghe anh Thành, anh chọn chị Chăm Ba. Số 3. Số 3 nha, còn Trường Giang. Tại sao lại chọn con số mà hai bạn lại chọn vậy? Bây giờ con số 3 đã được chọn thì mình phải chọn một con số khác. Số 3. Số 3 ta chọn không? Số 4 đi. Anh chọn vậy? Số 4 đi. Số 4, em chọn số 4 hả? Oset muốn số 4. Oset muốn là ok, em ok hết. Only you. Nhà em có bàn rượu không? Mà nói chuyện với em, anh say quá. Oset cứ thành ok hả? Okay. À? Như vậy là đội của Trường Giang quyết định chọn số 4. Số 4. Coi như là cái khu vực trung tâm chính giữa 3-4 là mình dọn hàng luôn phải không? Cảm ơn các em đã có sự lựa chọn của mình. Vậy thì bây giờ mình muốn nghe ai hát trước nè. Số 3. Số 3. Mời em số 3. Đây, bên cầu dịch lụa. Ôi trời 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 ơi. Bạn mới quen vậy? Em không biết đâu. Mày nghe hát á. Trông còn biết chuyên nghiệp hay, nhìn chuyên nghiệp. Khuôn mặt của bà ấy nó có một cái gì đấy nó cảm giác nó rất là hát hay á. Hay không hay? Không tin là bạn này hát hay. Vô cái này là vô, cái da ngon quá mà, da là da Nam Thư. Lời nói đầu môi anh như suốt mấy đời. Lời nói đầu môi anh như suốt mấy đời năm. Thật xa đành thôi, sao anh dần dần người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu. Vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan. Phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình thôi lo sao chuyện miên. Một ngày khi anh có quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi. Thêm bao xót xa mình tôi, anh như tình sĩ. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã có níu giữa tình anh. Đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ giảng dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngừng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù ra những trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi. Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình sĩ. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã có níu giữa tình anh. Đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ giảng dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngừng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù ra những trong tim ta mình anh thôi. Cá
cảm ơn em. Giờ mới thấy cười đó. Từ đầu chương trình tới giờ là mặt lạnh mặt ngầu, tưởng Minh Tú xuất hiện không à. Em tên gì? Sawanika. Trần Chư Băng Tinh Phi Lạ. Trần Ma Chạc Lăng Biển. Ủa chị Trần Phi Lan. Tên Phi Lan hả? Phi Lan. Dạ không, em tên Băng Tinh Phi Lạ. Em đến từ Lăng Biển, Đà Lạt. Lăng Biển. Em người dân tộc hả em? Dạ em người dân tộc Lạch. Dân tộc gì em? Dạ Cờ Ho. Cờ Ho Lạch. Cờ Ho Lạch à. Em trên Đà Lạt chỗ này cũng xa xôi đúng không? Là sáng mai em về luôn đúng không? Tối nay về. Sao vậy? Có gì tiếc nuối à? Buồn chứ anh. Người ta một từ miền núi xa xôi xuống đây để tham gia gặp anh em nghệ sĩ, để đi tới vòng cuối. Dù gì thì cũng có một chút mang về, gọi là về nơi đất lạnh quê người, để mà có cái để vui với bạn bè. Đến đây bị ba đứa cái dân tộc đuổi để đẩy, nó đẩy khác về luôn. Buồn chứ. Tôi biết tôi sai rồi mà. Nãy tôi đã nói em này hát hay rồi, thì tại vì bên kia cứ ngồi đòi đổi số 7. Làm ca sĩ cái gì mà không biết hát hay hát dở. Thiệt lỗi chán. Cho anh hết. Anh là người chọn em trong đội này. Em công việc hiện nay của em là gì? Dạ em là nhà em tổ chức giao lưu cùng chiên, văn hóa cùng chiên của người dân tộc. Trời ơi con bé đúng luôn. Nó trong cái nôi từ nhỏ, âm nhạc từ hồi nhỏ, cái máu âm nhạc nó có. Nó nuôi dưỡng ước mơ lên Sài Gòn tìm kiếm một cái đặc trưng vô một giới showbiz. Vậy mà bây giờ đuổi nó về. Hát tôi còn đã, cái gì? Tôi đã nói đúng gần như hầu như là 90% về gia cảnh của con bé này, chỉ có sai cái đoạn cào cào châu chấu gia đình nó bán thôi. Chứ là đúng gần 90% lễ hội rồi đúng không em? Bây giờ không nói gì nhiều nữa. Mình chỉ hỏi thêm một câu, anh hỏi thêm một câu ngắn gọn. Em có buồn không? Dạ không. Chú vừa hại người hại đời. Mình tới đây chơi vậy là vui rồi em không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Giờ chắc cửa voi về núi đó. Đó là cô bạn số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe số 4 hát nha. Rồi đeo thanh luôn. Cái thanh lớn luôn. Bánh. Vậy dở rồi. Dở rồi. Hay hay chứ nó lộn. Hay. Nhân vật này hát hay, khẩu hình táp chuẩn. Tóm lại là em nghĩ là bạn hát hay. Theo em cũng nghĩ hát hay, tại vì cái độ nhép của bạn nó nhìn chuyên nghiệp. Đến từng cái run tay nó sinh động. Ngay cả cái độ cảm như cái đó có luôn. Cái cổ anh này rung quá trời rung luôn, ngân quá trời ngân luôn, nhưng mà chắc không hay đâu. Banh, vậy dở rồi, dở rồi. Hay hay với nó lộn, hay. Ở bên kia bầu trời, về đêm sẽ tan lạnh rồi. Ở bên kia bầu trời, về đêm sẽ tan lạnh rồi. Và em sẽ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên tay bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh còn cao và xa chiếc trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình cầm bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi gần mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, năm mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tia sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc hàng gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yeah yeah. Yeah yeah. Hè cô đơn phước tình. Rồi cơn mưa đêm qua đi,
Ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Sao bạn ấy chọn hình tượng Hàn Quốc oppa quàng cái khăn này để dành hát cái bài này đó hả? Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ em tên Nguyễn Thanh Nhàn ạ. Em là bác sĩ mới ra trường ạ. Ồ, bác sĩ thiệt luôn á. Dạ. Nãy trong cái clip giới thiệu bạn ấy là bác sĩ và đó là công việc thật của bạn ấy luôn. Em chuyên khoa gì, em làm về bác sĩ nào? Dạ em học đa khoa ra. Là khám tổng quát hả anh? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, em chưa khám luôn á. Gặp đầu bếp thì đòi nấu, gặp bác sĩ thì đòi khám. Không, em chưa có khám. Gặp con bụng làm gì? Rồi thôi, cảm ơn bạn. Luyện tập nhiều hơn để hát cho nó to hơn ha. Em hơi rung đúng không? Dạ hơi hồi hộp đúng không? Rung cái rung gì luôn nè. Cái chân mà vậy nè, nó ngồi mà cái rung chân rung bật luôn á. Nhưng mà không sao, nếu như bạn ấy chỉ làm công việc là một bác sĩ thì hát như vậy là quá tốt rồi. Em có ý định làm ca sĩ không? Dạ không ạ. À, đó, làm bác sĩ thôi. Công việc bác sĩ cần, rất là cần em nha. Cho nên là một bác sĩ hát hay vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Anh công tác ở bệnh viện nào? Bệnh viện nào để Minh Tú tới khám kìa. Dạ em đang làm ở dưới miền Tây ạ. Thôi bỏ đi. Rồi cảm ơn em. Tạm biệt. Dạ, em đúng rồi. Cái gì cũng đòi thả thính hết trơn hết rồi. Thả quá cho nên là chọn sai hết trơn hết trời. Ôi thị trường. Hy vọng mong manh là vẫn còn được một gương mặt hát hay trụ lại để hát cùng với ca sĩ của mình ở đây. Thị trường banh nóc. Banh nóc là sôi động lắm. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước vòng thi tiếp theo. Vòng lối diễn. Thưa các bạn, chúng ta đang ở vòng lộ diện và vòng này chúng ta sẽ có 30 giây để phỏng vấn các bạn ấy, nghe giọng thật các bạn ấy để mình đoán cho nó dễ hơn. Đầu tiên là mời nhà của Trường Giang trước ha. 30 giây bắt đầu. Muốn hỏi ai hỏi. Ai có hỏi ai cũng được. Cho em hỏi bạn anh Bụt làm nghề gì ạ? Bác sĩ. Ồ, nghe giọng thanh lắm, chắc hát hay rồi đó. Ừ. Thế ơi, hỏi một câu. Hỏi ai nữa? Cái bạn này là bạn nào ta? DJ. Bạn DJ có thể đếm từ 1 đến 3 được không? 1, 2, 3. Ủa, giọng anh hay hết anh ơi. Đâu hỏi đâu. Chị nói Do Re Mi Fa Sol La Si Do cho em nghe. 2, 3. Nhìn lên. Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Trời đất. Số 1 ơi, cho hỏi bé. Hết giờ. Rồi bỏ quên một đối tượng rồi. Hết giờ. Không, chờ bên kia hỏi hộ vậy. Rồi, bên đây Oren là người mà nói là cái bạn số 2 đó là nhỏ con khủng, là giọng khủng. Đó. Tranh thủ phỏng vấn liền đi em. 30 giây bắt đầu. Hát đi chị. Số 1. Đọc giùm anh Người Lạ Ơi Xin Cho Tôi Mượn Bờ Vai coi. Đọc thôi. Người Lạ Ơi Xin Cho Tôi Mượn Bờ Vai. Ủa, giả bộ. Anh hay á, vậy mới hay á. Anh hỏi á. Tiếp đi. Công việc chính là làm gì ông Bụt? Bác sĩ. Này hỏi rồi. Bác sĩ. Không chịu tập trung gì hết trơn. Nghe là hỏi nè. Em Bollywood ơi. Cho anh hỏi là em Camero đi. Cho anh hỏi là em đang làm Thôi khỏi hỏi nữa, hết giờ. Chúng ta nghe qua được giọng của ba bạn ấy rồi. Bây giờ thì mình chọn đi. Hãy chọn ra một người mà mình nghĩ rằng là hát hay để hát cùng với ca sĩ của đội mình nha. Thời gian bắt đầu. Màu đen ấy. Màu đen á. Không màu đỏ. Quá trời ơi. Em có hát đâu. Thôi vậy. Thôi anh biết bảo đen kiểu mà cố tình bỏ như thế. Thôi anh chọn đi. Chọn đi. Tình cảm của em. Đi em nha. Đi em nha. Ôi đúng quá. Người hát hay hát dở vậy. Hát, chọn người hát hay. Hát hay. Chọn người hát với anh á. Nam. Khó quá mà người chọn một cái thôi. Số 7. Em chọn số 7. Hát bài số 2. Số 7 cũng đẹp. Ông Bụt hả? Đi DJ hả? Không, người ta muốn hát với một bên đây. Em nghĩ là bạn hết rồi. Chọn đi, chọn lẹ để em kia chọn. Chọn lẹ đi, để kia ta chọn giờ. Chọn lẹ đi. Mời Trường Giang. Em chọn bạn áo đen á. Áo đen. Cô gái số 2 đúng không? Rồi. Hay quá. Xin lỗi các bạn. Trấn Thành. Cam Sành nó mới vừa nói chọn áo đen luôn. Ừ. Vậy hả? Vậy là bây giờ thì em có quyền chọn. Có hai sự lựa chọn dành cho em. Cô gái,
Em có quyền chọn ngược lại, em muốn hát cùng với Oren hay nãy là... em nói là chắc bên kia chọn ông Bụt rồi, tại Nam thì hát với Nam. Nhưng mà em hỏi Oren là giữa hai cái cô này thì Oren thích ai? Nó thích cái cô này. Mà cuối cùng cái cô này bên kia chọn luôn, bây giờ là phải fighting. Em không cần phải nói nhiều. Bây giờ mình có quyền là mình đưa tay, mình hướng về ai đó. Thì có nghĩa là mình muốn được hát cùng với người ấy. Oren hay Onset? Oren. Vậy thì Onset em phải chọn lại thôi. Còn hai nhân vật cô gái Bollywood và ông Bụt của chúng ta. Thôi ông Bụt đi ạ. Ông Bụt. Ok. Rồi được. Vậy thì mời ông Bụt với cô gái vô. Vào trong chuẩn bị. Hai em vào trong chuẩn bị nha. Rồi còn em gái ở đây. Thằng nhỏ thấy em nó mừng, thiệt thằng nhỏ xíu mà không. Từ từ, chuyện đó hạ hồi phân giải, tính sau. Còn giờ tập trung vô cô gái này. Em là em chọn là con bé này nè. Hên xui á. Em là nãy em chọn con bé này ca hay nè. À. Mà con bé này là nó đòi con bé kia, thì bây giờ phải thích thì phải cho nó hưởng. Bé này vừa đẹp, vừa nhảy giỏi, thần thái xuất sắc luôn. Thái độ đồ long lanh. Em. Ca cho nó sợ cưng. Để người để hát với là Orange. Mà quan trọng là cái miệng nó nhép, mà cái thần thái nó đẹp, mà mọi sự hoàn hảo tới mức độ là đây là một cái bài lip sync là tuyệt vời. Có nghĩa là ca diễn lip sync là tuyệt vời, ca là tuyệt vọng. Em này khá tin là bạn ấy hát hay. Tại vì kiểu trong mặt bạn ấy lúc đứng trên sân khấu rất là tự tin, nhưng mà cảm giác cái ánh mắt luôn biết là mình phải nhìn vào đâu ấy. Trái tim hoang lạnh, come and get it, baby. Bờ môi em như run lên, khi môi hồng lấp nhanh như chưa quen. Trọn yêu thương trong trái tim này, khao khát bao ngày, xin dành cho người, cho người ấn tình này, my love. Tay con tim như bóng ngay dại, lúc anh trao lời yêu em. Giờ thì đã qua rồi, còn lại gì khi anh đã mãi xa rồi. Kỷ niệm nào theo mây gió trôi, hết rồi chỉ còn mình em cô đơn, lòng buồn xót xa. Thầm gọi tên anh trong đêm, cho em vơi đi nỗi nhớ nhung trong em. Trong bóng đêm hiu quạnh, nơi trái tim hoang lạnh. Come and get it, baby. Bờ môi em như run lên, khi môi hồng nói nhớ nhung chưa quên. Trọn yêu thương
ngờ. Mọi cái đều ổn hết. Trình diễn này kia, thần thái này kia ổn hết. Trừ cái gì vậy? Cái âm thanh thôi. Khen nhỏ cho cố vô. Em không hiểu một con bé cảm nhạc như vậy mà tại sao nó hát được như vậy. Trời không cho giọng hát thì chịu thôi. Thấy không? Tôi đã nói rồi. Mấy cái người mà làm lip sync show các bạn thấy không? Cái nhịp nó vô, rồi cái miệng nó vô, nó khớp từng chữ, thái độ nó như mẹ mà nó hát như hả. Nhưng mà biểu diễn hay mà. Môi em zoom lên. Cưng quá à. Cưng. Em tên gì nè? Dạ em tên Thanh Vinh. Thanh Vinh, công dạ. việc DJ là công việc thật của em à? Dạ đúng rồi. À. Bạn nhỏ mặt thần thái lắm, hay lắm. Mà rất là phiêu bồng, nhẹ nhàng ấy. Ai làm gì làm. Bữa tôi chưa lung lên trái tim em. Những lúc đi làm á, khách người ta yêu cầu em hát thì sao? Dạ em hát luôn. Chơi luôn hả? Dạ. Thì đó, mỗi lần khách yêu cầu hát là mình chết chết. Em run lên. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Rất là dễ thương, chào tạm biệt em. Ông Bụng ngồi xuống, Bụng ơi. Ông Bụng ngồi xuống. Còn phải tạm luôn. Thế giới đôi khi bé thôi, một vòng tay là đủ ôm trọn. Chuyện tình mình rất sai, một vài câu chẳng thể nào tóm gọn. Em lại có niềm tin là cậu này hát bolero hay nha. Một là chân nhân bất lộ tướng. Có nghĩa là nhìn cái mặt vậy thôi nhưng bên trong là chân nhân. Là ca một cái là bức tóc. Hai là ca banh nóc thôi. Em nghĩ là anh gì hát hay, tại vì lúc mà anh gì hát em thấy mặt anh gì rất là điềm tĩnh. Giống như em nói, nhìn giang hồ cho nên là hay. Thế giới đôi khi bé thôi, một vòng tay là đủ ôm trọn. Chuyện tình mình rất sai, một vài câu chẳng thể nào tóm gọn. Vì nhớ em từng giờ anh mơ từng giấc mơ. Vì nhớ em từng giờ anh mơ từng giấc mơ. Vì nhớ em từng giờ anh mơ từng giấc mơ. Luôn có em và anh trong ngôi nhà nên thơ. Xung ngoài kia mưa một quẩy à. Sao đâu có anh rồi mà rút xa cái. Yêu thương trong anh vẫn đông tông nhà già. Người nghe mơ anh nghe câu ca vào em hôn buồn chiều tàn. Gửi từng hơi ấm vào ngày đông sang mơn mang mái em nhẹ nhàng. Anh có thể đi một mình, tức là trong tâm trí của anh. Còn em đi đâu thì anh nghĩ tốt nhất là nên có anh bên cạnh. Anh có thể thức khuya, nhưng mà rất có thể sẽ đói đâu. Hay là tốt nhất là ăn đi, đừng ăn mì gói. Nha. Em có thể gặp ai cũng được, nhưng mà tốt nhất không nên là con trai. Con trai em con có trai. Cần ai nữa, người yêu em nhất là anh đây chứ con chứ ai. Vì thế mấy ngày nắng hay mưa tìm về với em anh không ngại. Mặc kệ hết tất cả lý lẽ, anh biết một điều rằng yêu em không sai. Đôi khi anh có hơi ngốc nghếch khiến em hay buồn và giận hờn vu vơ. Em có thể đi đâu đó một lát thì tôi quên phía đằng sau vẫn là có anh chờ. Dù là bánh kem hay trà sữa, bất cứ thứ gì để em không giận anh nữa. Nếu thấy mệt mỏi vì nắng vì sương thì về nhà vẫn còn có anh thương. Bởi vì em là bầu trời. Bởi vì em là mưa rơi. Bởi vì em là thanh xuân. Bởi vì em là người anh yêu đến muôn đời. Dù biết con xa lắm rồi sẽ đi về đâu, chỉ cần đôi bàn tay nắm chơi đi những đêm sau. Có thể đi cùng với bạn nhưng nhớ chỉ là say ánh mắt của anh thôi. Vì do anh không quá đẹp trai nhưng anh biết cũng đủ làm cho em say mê rồi. Em có thể xem phim hẳn và mộng mơ từ sáng đến tối. Đến tới anh mơ tới hàng ngày là em, là ánh mắt đôi môi. Em có thể thức dậy vào lúc nửa đêm nhưng mà vì nhớ anh nên thao thức. Hôm nay có chuyện gì vui không hay phải chăng là có điều gì ấm ức. Có chuyện gì thì đừng nói cùng anh, giận dỗi anh thì để anh làm lành. Đừng khóc khi cùng với anh bên cạnh nhưng mà cũng đừng cười với người khác không phải anh. Em có thể gầy như siêu mẫu, em cũng có thể béo tròn, nhưng em vẫn là của anh mặc kệ người khác đã đến héo mòn. Em có thể chỉ vào màu đỏ và nói đây là màu xanh, vì đơn giản rằng em luôn đúng bởi vì em là cả thế giới của anh. Là bầu trời, là mưa rơi, là thanh xuân, là người anh yêu đến muôn đời. Dù biết con xa lắm rồi sẽ đi về đâu, chỉ cần đôi bàn tay nắm chơi đi những đêm sau. Là bầu trời, trời ơi trời, trời ơi tầm này trời trời đất gì nữa ông ơi. Là thanh xuân, là người anh yêu đến muôn đời.
hay quá, hay quá. Yeah. Người ta hát xong là ổng là mưa rơi. Hết rồi đó hả? Hết rồi, ổng vẫn là bầu trời là mưa rơi đó. Anh Nghĩa ơi, cái này mới là đại diện của sự say mê nè. Hát khát khao là phải khát khao như vậy nè. Đấy, nó đúng không? Ổng là đỉnh thiệt của á, sự phá nát. Thiếu điều là muốn thò cho tao bịt miệng nhỏ lại dành hát luôn á. Hồi nãy cái bài kia nó đã rap nhanh rồi, hai đứa nó ca y như nó chửi lộn. Đúng rồi. Rồi. Không biết cái gì. Không nghe được gì luôn á. Không nghe được cái chữ gì luôn. Bên đây ngò xét đang hát, ông kia ông chọt vô, oh yeah yeah yeah. Anh nghe được cái, anh thích nhất là bầu trời, là mưa rơi, là mưa rơi. Là mê cái đó à. Cảm ơn em, nãy giờ em cũng đã cố gắng lắm, em chiều người ta về tới nơi tới chốn. Rồi, mời em về chợ. Tội nghiệp nhỏ, ca xong bệnh luôn. Hát xong suy sụp luôn mà. Rồi, còn đây là ai, giới thiệu cho mọi người biết dạ, đi em. Tên là Hồng Thanh Triệu, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên gì? Hồng Thanh Triệu. Triệu nha, tên Triệu lận đó nha. Sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề gì em? Dạ em hiện tại em làm phục vụ mà thất nghiệp. Thất nghiệp à, vui ghê. Duyên quá, duyên quá. Idol hai chân mày cho bà hú hồn vậy. Vẽ hai chân mày em nha. Em kêu là make up, nói chung là xương xương thôi mà chỉ làm gì đó. Giống như bao công mà. Mắt em đẹp quá, ta phải vẽ thôi chứ làm sao. Bây giờ đang thất nghiệp phải không? Dạ. Anh Thành hướng nghiệp cho nè. Bây giờ làm cái công việc này nó hợp với em ha. Em ghé một là chợ An Đông hay là chợ Bến Thành, vô cái chỗ mà food court á, chỗ ăn uống đó, cái chỗ mà người ta còn đuổi ruồi á, em chỉ đứng em hát rồi em cầm rồi em quơ, nghe chưa? Vừa hát vừa quơ, quơ cầm trúng ruồi trúng tồi ta là bắt bà dân lắm. Không những bị đuổi con bắt đền. Ôi trời, cưng quá, cưng thiệt cái thằng nhỏ. Nhờ cái hình tượng này mà hai đội mới giữ em tới vòng cuối cùng này đó. Che hết trơn à, không ai thấy em hết trơn á. Giờ anh thấy em rồi nè. Thấy chứ. Đúng che lại ghê luôn. Em thấy nó càng ngày em có niềm tin về âm nhạc hơn. Rồi, cảm ơn em. Lát nữa chúng ta gặp lại nhau. Và bây giờ Orange đâu. Đau khổ trên trần gian này chưa hết đâu. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Chưa dừng lại đâu. Như đó là đủ rồi Giang à. Chưa chắc nha. Ô xác đã đền tội thì ô đền thoát làm sao được. Nãy tranh giành phải không? Rồi thì bây giờ em lên em hát với cái sự lựa chọn của em đi nào. Mời em. Bifina, men quý sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Khẽ ôm vào lòng, cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân em anh đang ở đâu? Làm gì để gặp được nhau? Nhìn ra nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Dở. Sao dở nè? Gọn gàng. Không thích dở. Thôi em nghĩ bạn này hát hay, mặc dù là lúc nhảy á thì có hơi nhớ bài một tí, nhưng mà cảm giác là hát hay. Có khi hát hay thật. Cái chống nạnh đi va, thái độ cô này có chứ không phải là không hay. Tình nhân ơi đến đây được không, đêm và khẽ ôm vào lòng, cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu, làm gì để gặp ra nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Tình nhân ơi em đang là con, không chẳng em đây được không? Tình nhân ơi em đang là con, không chẳng em đây được không? Một lần thôi cánh tay anh hay đang giấu. Vì em chỉ có một mình thôi, xin hãy để môi kề môi. Để hoàng hôn chẳng chuyện của sớm mai, ai của riêng ai chẳng quan trọng nữa. Yo. Tình yêu đến cuối cùng.
cũng chỉ là một lời hứa thôi. Ai cũng quên rồi sao em nhớ. Thì ghét lắm. Trời, em còn tưởng hát hay, em còn dặn đằng cuối chị hát dài dài nha. Nó tự tin là nó cũng đủ dở để mình cười luôn á. Mà kia từ từ để chị bao phiêu. Nó vô liền. Hồi nãy cái lúc mà Trấn Thành kia là em đọc cái bài mà Người Là Ơi gì hết. Một con bà đọc rồi là thấy. Thấy là kì kì. Thấy là rồi xong. Vậy mà bà Oran đã vẫn chọn. Trời, xong hồi nãy bước lái bà Oran. Ôi chết, em nói rồi, cái bước đi chững chạc lắm, cái miệng chuyên nghiệp lắm. Chuyện anh đó, cái dáng diva rồi. À đúng rồi đó, nãy có người nói cái dáng diva thần thái này kia dữ dội. Nhưng mà rõ ràng không, cô này có nhịp hết á. Cô làm được hết, chỉ có cái voice cũng lạ hơn ta mà sao thôi. Cái voice của em nghe giống như là lồng tiếng thêm hoạt hình vậy em? Sao, em là ai? Dạ, em tên Trang. Em mới ra trường. Em học trường gì? Dạ, em học trường Hưu Tết. Hưu Tết. Rồi bình thường là cái giọng như vậy luôn đó hả? Dạ. Ủa em, cái giọng bình thường của em là như thế nào? Dạ thì em như thế này. Giọng vậy luôn. Hay á. Cái lồng tiếng phim hoạt hình Doraemon. Đúng không? Có lồng tiếng không? Dạ không. Không có thiệt à. Nói thử câu Nobita ơi đi. Nobita. Đó. Trời đã làm bài tập về nhà chưa vậy? Dễ thương quá à. Cái giọng này giống cái giọng lồng tiếng cho Chai En Mexico gì đó. Phải không? Dạ không. Không phải hả? Thí dụ nãy không được chọn ca, bàn bài riêng thử nha. Kìa. Ca nha, ca nha. Mời em. Cần na cất ta hi na, đen kia ta na hi na, cần na cất ta hi na, đen kia ta na hi na, anh na yêu mẹ, cất na yêu mẹ, in bay ở đường kia đó.
Ủa vậy tính hát hay hát dở? Tức là cái giọng bằng này đặc trưng như vậy và chỉ hát được cái bài này thôi, tức là hát được cái nhạc hoạt hình vậy thôi. Ca sĩ một bài hả? À, chứ không thể nào hát được những cái bài nhạc khác. Trời ơi trời, em thương anh, em cho anh một cái câu hồn lỡ xa vào đó. Ủa cháu trùng khớp vậy? Một câu thôi cũng được, một hai câu thôi. Hay là phận làm cô gái chưa từng yêu ai em? Duyên phận. Bài nào cũng được, một trong hai bài đó. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Ngộ ha, ca này khó ha. Lạ thiệt, cái trường hợp này là cái giọng bé này đã ra hình rồi. Tại sao tới bây giờ mà NASA nó bỏ sót em, nó không nghiên cứu cả. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. À, bây giờ mời anh em tất cả chúng ta cùng lên sân khấu để mà chào khán giả. Em ở đây luôn với anh. Em muốn chưa nhanh thì em ngồi chờ lâu quá. Chờ lâu quá rồi. Anh là cái người ca sĩ hát hay ấn tượng rồi hay bị bệnh vậy đó. Chị quy định là ca sĩ là bị bệnh hết vậy luôn đó hả chị? Băng bó vậy luôn đó hả? Trời ơi, cô nhớ em nhiều quá. À. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai ca sĩ khách mời của chúng ta Orange và Oset đều không chọn đúng người hát hay ở vòng cuối cùng này, cho nên hai bạn không có tiền thưởng ra về. Riêng hai người bạn đã có mặt tại cái vòng đặc biệt này qua mắt được bao nhiêu con người có chuyên môn ở đây thì mỗi người nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn hai khách mời Minh Tú và Quách Ngọc Tuyên đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình Dòng Ái Dòng Ai xin được phép kết thúc. Cảm ơn thương hiệu thời trang Ivy Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt. Nếu như anh đã không nói với em rồi thì anh đâu có coi em ra gì đâu. Anh đừng nói nữa. Anh chỉ có một người mẹ, cho dù mẹ anh có phải quấy thế nào chúng ta cũng phải ráng tôn trọng mẹ chứ. Để cho anh có mấy người vợ. Mẹ đừng có nghĩ như vậy mà mẹ có xin lỗi nè. Có đi. Đi ăn hả? Hôn nhân của mình, chồng của mình phải theo sự sắp xếp của mình.